Nguyên hộp có ớt, tỏi, gừng và hành, và củ hành tím. Ta sắp từng miếng nhỏ ra nha, bằng nhuyễn nha. Làm theo như video của mình nha. Hành sắp ra nha. Rồi sau đó dần lại cho nó nhuyễn nha. Nhớ đăng ký kênh của mình nha các bạn. Như vậy là được rồi. Và sau đó tỏi chúng ta đập dập và băm nhuyễn luôn nha. Nhớ bỏ vỏ nha các bạn. Sau đó củ hành tím cho ta bỏ vỏ ngoài nha. Sắp mỏng và bầm luôn nha. Và tiếp theo đó là gừng. Sắc hết mỏng và bầm. Nhớ sắc mỏng và bầm nha. Cũng không cần nhuyễn lắm, như dừa này. Nhớ đăng ký kênh của mình nha các bạn. Sau đó ớt chúng ta đập dập và băm nhuyễn luôn. Muốn ăn cay thì bỏ ớt nhiều thêm một tí. Chúng ta băm như thế này nha. Nó trộn tất cả các hỗn hợp lại với nhau. Hôm nay tất cả các nguyên liệu ta trộn lại như vậy nha. Ra nó có 2 muỗng bột ngọt. Tiêu. Bột ớt. Nước mắm. Và sau đó một hũ ớt thịt nướng nha. Nửa hũ thôi, nửa hũ tăng nước tầm khoảng 1 ký tới 2 ký thịt nữa.